Rồi xin chào anh em nhé. Tiếp tục mới về một con 141 TP141 màu đen, hàng nguyên zin, vỏ còn đẹp. Tem leng keng luôn. Máy nồi để nhập nha nhé. Con này máy móc êm ru, vệ sinh nghiêm chỉnh rồi. Đó, em có chụp hình tháo máy ra để quay cho anh em là chụp hình tháo máy ra quay bộ đồ lòng cho anh em bên trong rồi đó, cho nên anh em có thể xem lại cái hình đầu video. Đó, đầu video em có có chụp hình lại và em uh, bỏ trong đầu video cho anh em nhé. Con này là một con khoan và vít bốn chức năng, vừa khoan vừa bắt vít, bắt vít có búa, bắt vít không búa, khoan không búa và khoan có búa. Nó bốn chức năng cho anh em sử dụng uh, và thêm thêm là khi bắt vít là anh em chỉnh điện tử dưới này là gì? Chưa có tháo cái uh, cái miếng uh, gọi là miếng. Uh, PE miếng uh, ni lông anh em tháo miếng ni lông này ra là bàn phím còn mới tinh Đó, đây là miếng ni để bảo vệ uh, cái nút phím Đó. máy móc thì ngon lành nghiêm chỉnh anh em có thể lấy pin 2A hoặc pin 3A bộ này là một máy một pin 2A zin một sạc zin điện 220 là 3 triệu 8 nếu anh em mua máy kèm pin 3A zin kèm sạc zin pin 3A zin này kèm sạc zin thì là giá 4 triệu đó anh em có hai sự lựa chọn một là máy pin 2A sạc pin mỏng để anh em sử dụng nhẹ tay hay là lấy pin 3A dày sạc ZIN đó giá 3 triệu 8 và giá 4 triệu tùy vào anh em có nhu cầu hàng này là hàng nội địa nhật không chuỗi than nha anh em kèm sạc mới này sạc này điện 220 ZIN luôn đây 220 ZIN luôn cho anh em đó. 220 nha anh em rồi máy này thì quay lại một lần nữa cho anh em xem nhé. cái phần này là phần sơn của chữ Makita màu trắng. thì anh em nào muốn đẹp anh em về sơn lại màu trắng lại chỗ này cho nó đẹp. tại vì đây là sơn zin nhưng mà nó bị bong. Đó. mấy cái phần sơn này thì anh em có thể sơn lại cho nó đẹp. nếu mà anh em nào sưu tầm anh em muốn đẹp thì anh em sơn lại màu trắng. Đó. còn tem còn mới đét luôn này. Makita máy thì em ru. con này là máy em ru nhé. vệ sinh nghiêm chỉnh sạch sẽ hết bên trong bộ đồ lòng rồi em có quay đầu video có hình đầu video anh em xem liên hệ em nhé nếu có nhu cầu 3 triệu 8 đã thao máy cho anh em xem rồi thì anh em yên tâm dùng Đó. rồi cảm ơn anh em